Bản tin tổng hợp sáng ngày 20 tháng 7 Ukraine công bố video tiêu diệt hai pháo binh Nga núp trong rừng rậm Bị phục kích, cánh tay phải của Tổng thống Nga Putin thoát chết trong gang tấc. Truyền hình Nga nói Ukraine không còn tồn tại, so sánh chiến tranh với tẩy run cho mèo Hungary bất ngờ tuyên bố không phản đối việc vận chuyển vũ khí tới Ukraine Nga tuyên bố yêu cầu của họ tại các cuộc đàm phán với Ukraine sẽ khắc nghiệt hơn. Cảnh báo đợt nắng nóng tại châu Âu có thể kéo dài sang tuần tới. Trung Quốc xóa sạch thông tin về khả năng gây bệnh của biến thể BA5 đã giảm đi đáng kể. Vệ sĩ bị bắn chết, Tổng thanh tra cảnh sát Indonesia bị đình chỉ. Ông Wickremasinghe đối mặt với đối thủ ít tên tuổi trong tranh cử tổng thống Sri Lanka. Ông Tô Văn Lai, người sáng lập trung tâm Thúy Nga qua đời. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin tổng hợp sáng ngày 20 tháng 7 của DKN TV. liên quan đến những giao tranh trên chiến trường. Thưa quý vị, lực lượng Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt hai pháo binh Nga, có thể thấy rõ trong đoạn phim do các quan chức quân đội của Ukraine công bố. Đoạn video bắt đầu với những hình ảnh có vẻ là các phương tiện quân sự của Nga đang ẩn náu trong một khu vực rừng rậm trước khi chúng liên tục bị trúng bom của Ukraine. Cuối cùng, chúng đã phát nổ với một đám khói đen bốc lên trong không khí khi cảnh phim kết thúc. Không rõ chính xác những hình ảnh được quay ở đâu tại Ukraine, nhưng chúng đã được Bộ Tư lệnh Lực lượng Tấn công trên không của Ukraine công bố vào hôm thứ Hai, cùng với một tuyên bố có nội dung. Lực lượng pháo binh của lực lượng đổ bộ đường không và lực lượng trên bộ của Ukraine đã phá hủy hai tổ hợp pháo tự hành 2S19 MSTA 152 ly. Tuyên bố cũng nhấn mạnh cuộc săn lùng các mục tiêu ưu tiên của kẻ thù vẫn tiếp tục. Chúng tôi tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và tiêu diệt kẻ thù của Ukraine. 2 S-19 MSTA là loại lựu pháo tự hành được Liên Xô cũ thiết kế và được đưa vào trang bị vào năm 1989. Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, trong cái mà Điện Kremlin vẫn gọi là một hoạt động quân sự đặc biệt. Hôm thứ Ba, đánh dấu ngày thứ 146 của cuộc xâm lược. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 19 tháng 7, Nga đã mất khoảng 38.550 quân, 1.691 xe tăng, 3.892 xe bọc thép, 851 pháo cùng với hàng ngàn thiết bị khác. Những thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng. Ở một diễn biến khác, bị phục kích, cánh tay phải của Tổng thống Nga Putin thoát chết trong gan tấc. Kính thưa quý vị, Phó tránh văn phòng của Tổng thống Nga Vladimir Putin Ông Sergei Kirienko đã suýt bị dính pháo kích sau khi bị lực lượng vũ trang Ukraine nã đạn vào thành phố Nova Karkovka ở miền nam Kherson vào hôm thứ Hai. Báo chí địa phương cho biết, ông Kirienko là một quan chức hàng đầu của Nga và cũng là cánh tay phải của ông Putin. Ông được cho là đã ở vùng Kherson bị chiếm đóng vào thời điểm quân đội Ukraine nã pháo vào một nhà máy trong thành phố này. Trích dẫn các nguồn tin ở vùng Kherson, nhà báo Nga Semyon Pegov đã viết trên kênh Telegram của mình rằng ông Kirienko đã đến thăm nhà máy thủy điện Kakhovskaya và sau đó đã gặp gỡ các quan chức địa phương của Nga. Khi cuộc họp kết thúc và các quan chức bắt đầu rời đi, các lực lượng vũ trang của Ukraine đã tấn công nhà máy thủy điện này. Những người tham gia cuộc họp đã trú ẩn trong tầng hầm. Không ai trong số những người tham gia các sự kiện bị thương. Nhà báo Pegov viết, Cơ quan truyền thông nhà nước Nga AIA Novosti thì đưa ra thông tin khác nói rằng ông Kiryanko đã rời nhà máy thủy điện Kakhovskaya ngay trước khi xảy ra cuộc tấn công. Hãng tin này trích dẫn một nguồn tin trong số những người đi cùng với ông Kiryanko, nói rằng cơ sở đã bị tấn công sau khi ông rời đi. Nguồn tin này cho biết, chúng tôi an toàn, mọi thứ đều ổn. Hỏa tiễn đã bắn trúng vị trí nơi những chiếc xe của phái đoàn Kiryanko đang đậu. Hai người bảo vệ của nhà máy thủy điện đã tử vong. Người đứng đầu chính quyền thành phố Vladimir Leontiev, cho biết mức độ thiệt hại tại nhà máy thủy điện vẫn chưa rõ ràng. Báo Aia Novosti trích dẫn một nguồn tin nói rằng một đường ống dẫn khí đốt đã bị hư hỏng ở khu vực lân cận, nhưng nguồn điện đã không bị ngắt sau cuộc phục kích. Quân đội Ukraine đã pháo kích vào Novaya Kakhovka hai lần vào tuần trước, và các quân chức Nga đã cho biết cuộc tấn công đầu tiên được thực hiện bằng dàn hỏa tiễn phóng loạt HIMARS do Mỹ viện trợ. Chuyển sang một diễn biến khác có liên quan. Truyền hình Nga nói Ukraine không còn tồn tại, so sánh chiến tranh với tẩy run cho mèo. Một người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Nga đã so sánh cuộc xâm lược của Nga với một thủ tục được thực hiện trên một con mèo sau khi một vị khách nói rằng Ukraine không thể tiếp tục tồn tại. Trên kênh truyền hình Russia 1 vào hôm thứ Hai, Vladimir Solovayov, Nhà tuyên truyền cuồng nhiệt của Điện Kremlin đã trả lời các bình luận của tổng biên tập hãng tin nhà nước nga RT, Margarita Simonyan khi cuộc chiến ở Ukraine sắp bước sang tháng thứ sáu. Simonyan đã nói: Chúng ta nên xây dựng tương lai của mình bằng văn hóa với hệ thống sửa và không có Ukraine. Khi có người hỏi tại sao không có Ukraine, Simonyan đã trả lời: Bởi vì Ukraine như nó đã có không thể tiếp tục tồn tại. Solovayov sau đó đã tiếp tục so sánh hành động của Nga ở Ukraine với việc tẩy run cho một con mèo ốm. Khi bác sĩ tẩy run cho một con mèo, đối với bác sĩ, đó là một ca phẫu thuật đặc biệt. Đối với những con run, đó là một cuộc chiến. Và đối với con mèo, đó là một sự tẩy rửa. Solovayov đã nói, khiến Simonian trả lời. Chính xác, sau đó thì bật cười. Người dẫn chương trình và các chuyên gia sau đó liên tục khẳng định rằng Ukraine không còn tồn tại. Nga cho đến nay cho biết hành động quân sự của họ ở Ukraine là nhằm phi phát xít hóa, bảo vệ những người nói tiếng Nga. Một động thái được phương Tây cho là cái cớ cho cuộc xâm lược bất hợp pháp vào một quốc gia có chủ quyền. Chuyển sang một diễn biến quốc tế có liên quan. Hungary bất ngờ tuyên bố không phản đối việc vận chuyển vũ khí tới Ukraine. Thưa quý vị, Thứ trưởng Ngoại giao Hungary Levente Makrian vào hôm thứ Ba ngày 19 tháng 7 trong chuyến thăm lviv đã cho biết rằng budapest sẵn sàng cho phép tất cả viện trợ do các nước khác cung cấp cho ukraine bao gồm cả viện trợ quân sự đi qua lãnh thổ của mình hãng tin pravda của ukraine trích lời ông makriya đã nói không giống như nhiều đối tác phương tây chúng tôi đã tự mình trải nghiệm cảm giác phải đối đầu với quốc gia khổng lồ ở phía đông bản thân hungary sẽ không cung cấp vũ khí đây là vị trí chiến lược của chúng tôi tuy nhiên các nước thứ ba có thể sử dụng lãnh thổ của chúng tôi Thứ trưởng Makia cũng cho biết, Hungary sẵn sàng tiếp nhận trẻ em Ukraine và đề nghị giúp đỡ chữa bệnh cho dân thường và quân nhân tại các cơ sở y tế của nước này. Đồng thời khẳng định sẵn sàng cung cấp 1.000 suất học bổng cho người Ukraine tại các trường đại học của họ. Kể từ khi cuộc chiến nổ ra, Hungary, một thành viên của NATO và EU, đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine để không trở thành một bên trong cuộc xung đột với Nga và họ sẽ không cho phép vận chuyển vũ khí qua lãnh thổ của mình. Vào đầu tháng 7 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN, Ngoại trưởng Hungary Peter Shijato đã tuyên bố rằng Hungary từ chối tham gia cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine để không khiến cho người Hungary sống ở vùng Jakarpatia phải gặp nguy hiểm bởi các cuộc pháo kích của Nga. Tibor Tompa, người đứng đầu cộng đồng Hungary ở Kyiv, sau đó đã lên án những phát biểu của ông Shijato. Tiếp tục một vấn đề có liên quan, nga tuyên bố yêu cầu của họ tại các cuộc đàm phán với ukraine sẽ khắc nghiệt hơn. Thưa quý vị, ông Leonid lusky chủ tịch ủy ban về các vấn đề quốc tế và là thành viên của phái đoàn nga trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa nga và ukraine, đã tuyên bố rằng nếu các cuộc đàm phán hòa bình giữa ukraine và nga được nối lại, thì moscow sẽ áp đặt các điều kiện khắc nghiệt hơn. Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời ông Slutsky nói trong cuộc họp báo rằng điều kiện của chúng tôi sẽ trở nên hoàn toàn khác, khắc nghiệt hơn. Các yêu cầu của Nga liên quan đến việc phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa Ukraine sẽ được thực thi, cũng như công nhận nền độc lập của cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, viết tắt là DPA, và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng là LPA. Hồi đầu tháng 7 vừa qua, ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine đã tuyên bố rằng các điều kiện của Ukraine để nối lại các cuộc đàm phán đó là Nga phải rút quân ra khỏi lãnh thổ Ukraine, trao trả những người Ukraine đã bị bắt cóc và thiết lập một cơ chế bồi thường. Trước đó, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Putin, đã tuyên bố rằng Ukraine phải hiểu các điều kiện của Nga, đồng ý với chúng và khi đó đàm phán mới bắt đầu. Ông Peskov cũng tuyên bố rằng Nga sẽ ngừng tấn công ngay lập tức nếu lực lượng Ukraine hạ vũ khí và đầu hàng. Đáp lại, cố vấn Mikhail Podolyak đã trả lời ông Peskov rằng Ukraine không khơi mào cuộc chiến này nên không cần phải kết thúc theo lệnh. Tin tiếp theo Cảnh báo đợt nắng nóng tại châu Âu có thể kéo dài sang tuần tới Thưa quý vị, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, đợt nắng nóng hiện tại đang hoành hành tại châu Âu dường như sẽ lên đến đỉnh điểm vào ngày 19 tháng 7. Sau nhiệt độ sẽ vẫn còn cao trên mức bình thường cho đến giữa tuần sau. Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thư ký WMO, Petr Tarlas đã cảnh báo, số lượng các đợt nắng nóng có thể cao hơn nhiều trong tương lai do biến đổi khí hậu. Ông tỏ ra lo ngại, trong tương lai, những đợt nắng nóng kiểu như thế này sẽ trở nên bình thường và chúng ta sẽ chứng kiến các đợt nắng nóng thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Lời cảnh báo nói trên được đưa ra trong bối cảnh Vương quốc Anh đã ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục 40 độ C trong khi lực lượng cứu hỏa ở miền Tây Nam nước Pháp đang phải vật lộn để kiểm soát các đám cháy rừng lớn do nắng nóng gây ra. Theo các quan chức thuộc WMO, đợt nắng nóng đang diễn ra ở châu Âu có thể sẽ gây ra nhiều ca tử vong ở những người già và người có tiền sử bệnh tật, cũng như gây ra những thách thức cho hệ thống y tế do nhu cầu điều trị tăng cao. Tiếp theo chương trình là một tin tức đáng chú ý về Trung Quốc. Trung Quốc xóa sạch thông tin về khả năng gây bệnh của biến thể BA5 đã giảm đáng kể. Thưa quý vị, biến thể BA5 của Omicron có xâm lấn phổi hay không đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Trung Quốc. Và chính quyền đã xóa sạch các thông tin về khả năng gây bệnh giảm đáng kể của biến thể này. Một báo cáo từ Vision Times tiếng Trung cho biết, tài khoản WeChat về kinh tế và xã hội chính thức của Nhân dân Nhật Báo đã đăng tải một báo cáo phỏng vấn với ông Đồng Tiểu Bình, chuyên gia chính về virus học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Trung Quốc vào ngày 17 tháng 7. Ông Đồng đã cho biết, so với các biến thể đột biến trước đó, đột biến BA4 và BA5 đã tăng cường khả năng lan truyền đáng kể, nhưng không có sự gia tăng rõ ràng về khả năng gây bệnh và nó đang suy yếu. Ông đã nói, sự lây nhiễm quy mô lớn của các biến thể BA4 và BA5 vẫn gây tử vong cho những người cao tuổi có các bệnh lý nền. Ông Đồng Tiểu Bình cũng cho biết hiện chưa có dữ liệu đầy đủ để xác minh xem liệu tỷ lệ bảo vệ của vaccine COVID-19 Trung Quốc chống lại các biến thể BA4 và BA5 có thay đổi hay là không. Về chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Trung Quốc hiện nay, ông Đồng bảo vệ quan điểm của chính phủ, nói rằng các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiện có của chính quyền vẫn còn hiệu quả và cần kiên trì không lay động đối với chính sách chung Zero COVID linh động. Vào ngày 11 tháng 7, ông Dương Chiêm Thu, Phó Giám đốc Viện Virus thuộc khoa Y Đại học Vũ Hán đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Tin tức 1 cộng 1 của đài CCTV rằng hầu hết các bệnh nhân bị nhiễm virus Omicron BA5 đều là lây nhiễm không có triệu chứng. Việc lây nhiễm này có thể chỉ được phát hiện sau khi tiến hành xét nghiệm. Mức độ gây hại do BA5 gây ra đã giảm đáng kể. Trước đây, người ta tin rằng virus corona chủ yếu gây tổn thương phổi. Nhưng hiện tại, virus biến thể Omicron chỉ lây nhiễm ở cổ họng và đường hô hấp trên tức là nó có các triệu chứng tương tự như cảm lạnh và không gây ra viêm phổi. Tuy nhiên đến ngày 14 tháng 7, kiểm tra lại trên trang web của CCTV thì video phỏng vấn này đã không còn nữa. Nhiều trang web tin tức ở Trung Quốc đại lục cũng đã xóa video sau khi đăng lại. Không chỉ vậy, một báo cáo nghiên cứu lâm sàng của nhóm chuyên gia phòng chống dịch bệnh Trương Văn Hồng ở Thượng Hải vào ngày 18 tháng 6 cũng đã chỉ ra rằng tỷ lệ lây nhiễm nghiêm trọng của biến thể Omicron là cực kỳ thấp và tỷ lệ nghiêm trọng của nhóm không có nguy cơ cao là không. Nhưng báo cáo cũng đã bị xóa bỏ sau khi nó được xuất bản trên tạp chí chính thức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc. Ngoài ra, các bình luận từ cư dân mạng trên các mạng xã hội ở Trung Quốc đặt câu hỏi về chính sách Zero Covid linh động cũng đã bị xóa. Động thái của nhà chức trách Trung Quốc được cho là nhằm ngăn chặn những ý kiến phản đối về chính sách chống dịch cực đoan của chính phủ giới quan sát cho rằng để giữ an toàn cho đại hội đảng toàn quốc sắp tới của Trung Quốc sẽ không từ bỏ chính sách zero covid bất chấp thiệt hại kinh tế tiếp theo chương trình là một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác vệ sĩ bị bắn chết tổng thanh tra cảnh sát Indonesia bị đình chỉ cảnh sát quốc gia Indonesia vừa đình chỉ tổng thanh tra Ferdi Sambu sau khi một vệ sĩ của ông bất ngờ bị bắn chết ngay tại nhà của ông Sambu theo kênh CNN, cảnh sát trưởng Listio Sigit Prabowo vào ngày 18 tháng 7 đã cho biết ông Chambo bị đình chỉ chức vụ đứng đầu lực lượng xử lý các vấn đề nội bộ trong lúc chờ điều tra vụ bắn chết cảnh sát 27 tuổi Noprianshya Yochua Hutabarat, vệ sĩ của ông Chambo. Trả lời báo chí, ông Prabowo cho biết việc đình chỉ ông Chambo nhằm bảo đảm quá trình điều tra diễn ra khách quan, minh bạch và đúng trách nhiệm. Huta Barat là một trung sĩ cảnh sát được phân công bảo vệ gia đình của ông Shambo. Viên cảnh sát này đã bị bắn chết vào ngày 8 tháng 7 với nhiều vết đạn ở trên người. Cảnh sát cho biết Huta Barat bị một cảnh sát khác bắn chết trong vụ đấu súng tại nhà của ông Shambo. Phía cảnh sát nói rằng ông Huta Barat đã tấn công tình dục vợ của ông Shambo và viên cảnh sát còn lại đang cố bảo vệ người vợ của tổng thanh tra. Trong khi đó, báo chí Indonesia thì nói rằng. Không có người hàng xóm nào qua nhà của ông Shambo nghe thấy tiếng súng nổ hay thấy xe cứu thương đến hiện trường. Vụ việc được công bố vào hôm 11 tháng 7. Một ngày sau đó, cảnh sát cho hay camera giám sát đã ghi lại diễn biến tại hiện trường. Báo chí trong nước Indonesia dẫn lời luật sư của gia đình Hutabarat nói rằng trên người gối viên cảnh sát này có 7 vết đạn bắn. Các luật sư cũng nói rằng Hutabarat bị chật khớp vai và hàm, trên người còn có nhiều vết cắt và bầm tím. Những thông tin nói trên khiến cho truyền thông địa phương suy đoán rằng viên cảnh sát này đã có quan hệ tình cảm với vợ của ông Sambo, sau đó đã bị phát hiện nên bị tra tấn và bị giết chết. Cảnh sát từ chối bình luận về giả thuyết này. Chuyển sang tình hình tại Sri Lanka Lãnh đạo đối lập chính ở nước này hôm 19 tháng 7 đã rút khỏi cuộc đua vào ghế tổng thống và hứa sẽ ủng hộ một chính trị gia không mấy nổi danh thuộc đảng cầm quyền. Người sẽ đối đầu quyền tổng thống Ranil Wickremesinghe trong cuộc đua gay gắt. Quốc hội gồm 225 ghế sẽ bỏ phiếu vào hôm nay, ngày 20 tháng 7, để chọn ra Tổng thống mới, người sẽ dẫn đầu các nỗ lực giải quyết sự sụp đổ kinh tế và chính trị của đất nước này. Hôm 19 tháng 7, Quốc hội đã chốt 3 ứng cử viên. Hiện vẫn chưa rõ hai ứng cử viên hàng đầu Ranin Wickremesing, 73 tuổi, và Dulas Alahaperuma, 63 tuổi, có được bao nhiêu sự ủng hộ trong Quốc hội ông Wickremesing rất không được lòng những người biểu tình, đã xông vào văn phòng và dinh thự chính thức của ông hồi đầu tháng khi ông còn là thủ tướng. Cùng với văn phòng và dinh thự của tổng thống bị lật đổ, Kotabaya Rajapaksa. Tuy nhiên, ông Wickremesing được một bộ phận của đảng cầm quyền hỗ trợ để trở thành tổng thống. Từng là nhà báo và năm lần là nghị sĩ, ông Alahaperuma nhận được sự ủng hộ của một phe riêng rẽ trong đảng cầm quyền Sri Lanka là Podujana Peramuna, SLPP cũng như nhiều người trong phe đối lập, những người biểu tình phẫn nộ trước tình trạng thiếu nhiên liệu và thực phẩm kéo dài nhiều tháng và giá cả tăng vọt sau khi đất nước gần như hết đô la Mỹ để nhập khẩu đã xuống đường vào hôm 19 tháng 7 để chống lại việc ông Wickremesing ra ứng cử. Bên ngoài nhà ga chính ở thủ đô Colombo, vài trăm người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu phản đối gia tộc Rajapaksa và Wickremesing, người mà họ coi là ứng cử viên của gia tộc Rajapaksa. Chúng tôi một lần nữa phản đối ông Ranin, ông ấy là kẻ tham nhũng. Dominda Nagamuwa, một trong những người tổ chức biểu tình, nói với hãng Reuters, nếu Ranin lên nắm quyền, chúng tôi sẽ không thể được ổn định. Trong lúc Quốc hội Sri Lanka họp để chốt danh sách ứng cử Tổng thống, lãnh đạo đối lập Sajid Premadasa đã cho biết ông rút khỏi cuộc đua và sẽ ủng hộ ông Alaha Peruma vì đại cục của đất nước. Ông cho biết đảng đối lập chính Samagi Jana Balawegaya của ông và các liên minh đối tác đối lập của chúng tôi sẽ nỗ lực để giúp đỡ ông Alahperuma giành chiến thắng. Đối với những người biểu tình, ông Alahperuma được coi là dễ chấp nhận hơn so với ông Wickremesing. Bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 kéo dài và điều hành của chính phủ yếu kém, Sri Lanka đang gặp phải khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành được độc lập từ Anh vào năm 1948. Tin tiếp theo, ông Tô Văn Lai, người sáng lập Trung tâm Thúy Nga qua đời. Kính thưa quý vị, ông Tô Văn Lai, người sáng lập Trung tâm Thúy Nga, vừa qua đời vào ngày 19 tháng 7 ở tuổi 85 sau thời gian đau yếu. Nhiều nghệ sĩ và khán giả đã bày tỏ lòng thương tiếc sau khi bà Tô Ngọc Thủy, con gái của ông Tô Văn Lai, thông báo tin buồn trên Facebook cá nhân. Sinh năm 1937, ông Tô Văn Lai cùng với phu nhân là bà Thúy Sáng lập thương hiệu Thúy Nga tại Sài Gòn vào năm 1972. Trang web của Thúy Nga cho biết, sau năm 1975, ông Lai và bà Thúy may mắn đến được Paris, mang theo tất cả băng đĩa mà họ có, cùng với đó là ký ức về mảnh đất quê hương. Chương trình video âm nhạc Paris by Night số đầu tiên được sản xuất tại Paris vào năm 1983. Các chương trình Paris by Night trở thành thương hiệu nổi tiếng trong cộng đồng người Việt trong và ngoài Việt Nam cho tới nay. Thúy Nga vẫn được điều hành bởi chính gia đình sáng lập, khi bà Tô Ngọc Thủy cùng với chồng tiếp tục dẫn dắt trung tâm này. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng ngày 20 tháng 7 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!